Chào các bạn nha. Mình test cây xanh các bạn. Cây xanh chặt bẫy ha. Bữa nay mình sẽ test cái chiếc lá này các bạn. Mình sẽ bắn 3 phát vô cái chiếc lá này coi đạn có gom không nha các bạn. Lá nhỏ đây ha. Okay. Khá là ok ha các bạn, khá là ok ha. Nó gom vô một cái điểm tròn ha, điểm tròn nhỏ tầm khoảng 2 cm là ok nha các bạn. Rất là may mắn ha. Đây là cây xanh nha các bạn. Đầu chặt tròn nha các bạn, bắn nó cũng rất là gom ha. Rồi, cảm ơn các bạn đã xem video nha. Nhớ đăng ký để xem nhiều mẫu ná hơn nha. Cảm ơn các bạn.